Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số chức năng và thao tác chính trên phần mềm kế toán Smart Pro đối với loại hình công ty là thương mại và dịch vụ. Đối với loại hình công ty và thương mại dịch vụ thì đầu tiên khi các bạn làm việc thì các bạn phải khai báo cài đặt thông số ban đầu trước. Để khai báo cài đặt thông số ban đầu thì các bạn vào mục 1 nhận phát sinh, mục 2 khai báo thông tin và mục 1 cài đặt thông số. Ở đây các bạn sẽ khai ở cột giá trị. Khi chúng ta vào bảng này thì chúng ta muốn sửa thì chúng ta sẽ ấn F10 mở dữ liệu sửa và chúng ta mới khai được. Chúng ta sẽ khai từ ID số 01 đến ID số 08. Đây chính là thông tin của công ty và các chức danh. Ví dụ như chức danh nào không có thì các bạn có thể để dấu nháy như mình ha, chứ không có được để trống. Ở trong đây thì các bạn lưu ý đến ID số 14, đó là phương pháp tính giá xuất kho, bởi vì cái này nó quan trọng bên loại hình công ty là thương mại á. Bởi vì khi tính giá xuất kho chúng ta phải ấn định ngay ban đầu, thì chúng ta đang làm mà đến nửa chừng chúng ta thay đổi thì sẽ rất là khó khăn. Ví dụ như ở đây mình đang chọn là bình quân giao quy, các bạn có thể nhìn bên phần ghi chú và gõ vào ha. Tiếp theo là chúng ta đến ID số 29, đó là áp dụng theo chế độ kế toán nào. Thì các bạn có thể gõ vào đây là 15, 48, 200 hoặc thông tư 133, tùy theo chế độ kế toán các bạn đang thực hiện. Sau khi khai xong thì các bạn có thể thoát ra thì phần mềm nó sẽ tự lưu cho các bạn, mà các bạn không cần phải ấn lưu gì hết ha. Rồi, sau khi khai xong cài đặt thông số thì các bạn sẽ khai tiếp đến cái mục thứ hai là khai báo tên công ty, địa chỉ trong hỗ trợ kê khai. Đây chính là cái tờ mà nếu các bạn đã làm báo cáo thuế trên hỗ trợ kê khai thì chúng ta sẽ có một cái bảng, đó là bảng tờ thông tin doanh nghiệp. Thì đây chính là cái tờ thông tin doanh nghiệp trên hỗ trợ kê khai. Thì ở đây các bạn còn F10 các bạn khai vào ha. Các bạn F10 các bạn khai giống như bên cài đặt thông số. Vì sao chúng ta phải khai ở bảng này? Cái bảng này sau này á, nó sẽ là căn cứ để khi các bạn báo cáo thuế vào cuối tháng hoặc cuối quý thì phần mềm nó sẽ theo cái thông tin các bạn ghi ở đây và cập nhật thẳng vào hỗ trợ kê khai theo cái mã số thuế này. Và báo cáo tài chính cuối năm cũng vậy, cũng sẽ cập nhật thẳng vào hỗ trợ kê khai theo cái thông số này. Các bạn chỉ cần vào hỗ trợ kê khai và kết xuất ra file XML rồi đem nộp thôi, chứ không cần phải vào hỗ trợ kê khai gõ lại nữa, tốn thời gian. Rồi sau khi khai xong thì các bạn thoát ra phần mềm cũng tự lưu ha. Rồi sau khi mà khai xong thông số ban đầu của công ty mình á, thì mình sẽ tiếp theo mình sẽ khai báo số dư ban đầu của công ty. Thì số dư ban đầu của công ty loại hình là thương mại dịch vụ thì sẽ gồm có là hệ thống tài khoản, hàng tồn kho, công nợ, tài sản cố định và chi phí cho phân bổ. Thì đầu tiên á, thì mình sẽ khai trước là số dư đầu kỳ của hệ thống tài khoản. Thì để khai báo số dư đầu kỳ của hệ thống tài khoản thì mình sẽ vào mục 2 hệ thống danh mục và mục 1 hệ thống tài khoản. Ở đây mình cũng ấn F10 mình khai vào giống như các bảng khác ha. Thì các bạn lưu ý á, cái dữ liệu ở đây mình sẽ khai ở cột Việt Nam đồng dư nợ và Việt Nam đồng dư có. Mình sẽ khai ở cột Việt Nam đồng dư nợ và Việt Nam đồng dư có. Bởi vì ở đây là dữ liệu đang là dạng số nên các bạn không có được để trống như thế này ha. Các bạn phải để số 0 nếu như không có giá trị. Và lưu ý thứ hai là khi mà khai báo trong đây thì các bạn khai tài khoản chi tiết chứ không có khai báo tài khoản tổng ha. Ví dụ như tiền mặt, mình có tài khoản chi tiết là tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng bạc. Thì mình sẽ khai ở các tài khoản chi tiết này. Sau này khi các lên các báo cáo thì phần mềm nó sẽ tự động sum lên cho các bạn. Ở đây khi mà khai báo số dư đầu kỳ á, các bạn không có biết được là tổng dư nợ, tổng dư có của các bạn là bao nhiêu và đã cân chưa. Thì các bạn có thể nhấn nút Ctrl T. Thì phần mềm sẽ tự động sum hai cột Việt Nam đồng dư nợ dư có lại để các bạn xem, để các bạn kiểm tra thử nó đã khớp với số đầu kỳ các bạn chưa. Sau khi khai xong thì các bạn thoát ra phần mềm cũng tự lưu. Sau khi khai xong số dư đầu kỳ của hệ thống tài khoản thì chúng ta sẽ khai tiếp đến số dư đầu kỳ của hàng tồn kho. Thì chúng ta sẽ vào tab hàng hóa chúng ta khai ha.
Trong tab hàng hóa này thì chúng ta lưu ý đến ba cái, đó là hàng hóa theo lô, hàng hóa theo kho và hàng hóa chung. Hàng hóa theo lô là khi mà chúng ta tính giá xuất kho theo phương pháp khác bình quân giao quyền. Lưu ý là khác bình quân giao quyền, ví dụ như là nhập trước xuất trước, thực tế đích danh, nhập sau xuất trước, thì chúng ta sẽ chọn là hàng hóa theo lô để chúng ta khai số dư đầu kỳ. Còn khi mà chúng ta khai báo hàng hóa theo kho, tức là chúng ta có nhiều kho chúng ta theo dõi, thì chúng ta theo dõi hàng hóa theo kho. Ví dụ như của mặt hàng A đó, chúng ta có ở kho quận 1, có ở kho quận 3, thì chúng ta sẽ khai vào hàng hóa theo kho. Còn hàng hóa chung là chúng ta theo dõi theo phương pháp bình quân giao quyền và không có theo dõi theo kho. Rồi, và chúng ta sẽ vào hàng hóa chung chúng ta khai ha. Thì ở đây để khai số dư đầu kỳ thì chúng ta sẽ nhấn nút Ctrl N để chúng ta khai vào. Ctrl N thêm mã. Rồi, mã hàng hóa thì các bạn tự tạo theo ý của các bạn. Nhưng lưu ý, mã chúng ta sẽ tạo viết hoa, không dấu, không cách, không ký tự đặc biệt. Ví dụ như mình tạo là hàng HH1, tên tên là ví dụ HH5, tên là hàng hóa 5, đơn vị tính dụ cái tập hạch toán 161 ha. Có thông tin khác thì ví dụ mình để chữ T, thì ở đây nó sẽ có cái tồn số lượng và tồn giá trị. Tồn số lượng tức là tồn đầu kỳ số lượng bao nhiêu, tồn giá trị là tương ứng với số tiền bao nhiêu. Đơn giá bán tức là mình muốn gán cái đơn giá bán cho cái mã hàng này là bao nhiêu, để khi sau này khi mình xuất hóa đơn á thì mình chỉ cần chọn cái mã hàng này thì nó sẽ nhảy ra đơn giá bán luôn, mình không cần phải gõ nữa. Còn nếu như các bạn không gán thì thôi, không sao hết, thì các bạn ấn cập nhật ha. Rồi, như vậy là xong một mã hàng. Chúng ta có thể cần trong n chúng ta khai tiếp mã hàng tiếp theo. Sau khi khai xong thì chúng ta thoát thoát ra là phần mềm tự lương. Rồi, sau khi xong số dư đầu kỳ của hàng tồn kho thì chúng ta sẽ khai tiếp đến số dư đầu kỳ của công nợ. Để khai số dư đầu kỳ của công nợ thì chúng ta sẽ vào tab thứ ba là công nợ. Ở đây thì nó sẽ có nhiều kiểu công nợ, ví dụ như các bạn theo dõi công nợ theo hóa đơn thì các bạn khai vào số dư đầu kỳ công nợ theo hóa đơn. Tức là công nợ theo hóa đơn tức là ví dụ như một khách hàng A thì đang nợ mình 10 triệu và 10 triệu đó sẽ gồm những hóa đơn nào. Và chúng ta có thể có theo dõi công nợ theo công trình thì cũng tương tự giống như theo hóa đơn thôi, nhưng mà 10 triệu đó là đang nợ những công trình nào, và theo đối tượng thì chỉ đơn giản là ông A đã nợ mình 10 triệu. Rồi, ví dụ như ở đây mình khai vào công nợ theo đối tượng chẳng hạn thì cũng tương tự giống như bên khai số dư đầu kỳ của hàng tồn kho, thì mình cũng nhấn nút Ctrl N để mình khai báo vào. Tài khoản công nợ thì mình chọn ở đây. Lưu ý là tất cả tài khoản công nợ thì đều chung trong cái bảng này hết ha. Tức là 131, 331, 141, 136, 336 đều khai hết trong đây. Ví dụ như ở đây mình 131 chẳng hạn. Mã đối tượng là ai đó thì mình chọn. Sẽ có trường hợp là mã đối tượng này chưa có, mình chưa tạo, thì mình sẽ như ở đây mình tạo rồi. Hoặc ví dụ như có mã đối tượng nào chưa có thì mình sẽ ấn vào mục thêm đối tượng. Ha. Thêm đối tượng thì mã đối tượng ở đây mình sẽ tạo vào. Thì mã đối tượng thì cũng giống như mã hàng hóa, thì viết hoa, không dấu, không ký tự đặc biệt ha. Mã có thể là dạng số cũng được ha. Ví dụ như mình tạo mã là khách hàng ABC. Mình có thể phân nhóm ở đây là phân nhóm là mã kho hay là người mua hay là người bán hay là mã của nhân viên thì mình khai vào. Ví dụ như mình đây là người bán chẳng hạn, tên là công ty BCDE. Enter thêm vào. Sau khi mình thêm vào thì mình nhấn nút làm mới thì nó sẽ hiện ra cho mình ha. Ví dụ khách hàng ABC. Dư nợ hay dư có bao nhiêu tiền? Ví dụ mình giả sử dư nợ là 6 triệu. Mình có theo dõi đô thì mình khai vô, không có thì mình ẩn đi, nhập cho nhanh. Thao tác là Enter ha. Mình Enter cho khi nào nó xuống dưới đây nè. À, nhớ phải xuống dưới đây ha. Thì sau đó mình sẽ khai tiếp cái người tiếp theo. Khi mà khai xong hết 131 mình sẽ tiếp tục chọn 331 hoặc 141 mình khai tiếp. Rồi, sau khi mà khai xong tất rồi mình có thể ấn nút lưu là xong ha. Giờ mình ấn lưu.
Rồi sau khi khai xong số dư đầu kỳ của công nợ thì mình sẽ đến một cái phần số dư đầu kỳ cuối cùng của bên thương mại, đó là số dư đầu kỳ của tài sản cố định và chi phí cho phân bổ. Thì để khai báo số dư đầu kỳ của tài sản cố định và chi phí cho phân bổ thì chúng ta sẽ vào mục B tài sản cố định. Chúng ta sẽ có hai tab là tài sản cố định và chi phí cho phân bổ ha. Bạn nhìn này. Rồi, các bạn sẽ khai số dư đầu kỳ của danh mục tài sản cố định. Thì ở đây để khai thì mình cũng tương tự giống như bên công nợ hoặc hàng tồn kho, mình cũng nhấn nút Ctrl+N mình khai vào. Mã tài sản thì mình gọi vào, ví dụ như mình chọn là tài sản 2. Loại tiền ví dụ như Việt Nam đồng, tên ví dụ như là máy in gì đó. Lượng dụng một, mình tính được cái. Đơn giá ví dụ như ở đây mình để là 60 triệu chẳng hạn. Có khấu hao thì lưu ý là mình để chữ C ha. Còn trường hợp ví dụ như tài sản đó mình chỉ có theo dõi thì mình để chữ K, mình không có chích chi phí hàng tháng thì mình để chữ K, tức là mình chỉ theo dõi thôi chứ mình không có chích chi phí ha. Ngày mua thì mình điền vào, ví dụ như ngày 1 tháng 1 năm 14 thì chích là ngày 1 tháng 1 năm 14. Tài khoản tài sản ví dụ như là 2112, tài khoản chi phí là tài khoản gì đó, ví dụ 6424, tài khoản 21 ví dụ 2141 chẳng hạn. Đối tượng sử dụng ví dụ như mình gõ vào là bộ phận văn phòng. Thời gian khấu hao thì các bạn lưu ý là quy ra tháng hết giùm mình ha. Ví dụ như ở đây mình khấu hao là 24 tháng chẳng hạn. Thì lũy kế là tức là đến đầu năm nay mình đã khấu hao được bao nhiêu, ví dụ như từ từ ngày 1 tháng 1 năm 14 đến đầu năm nay mình đang làm năm kế toán là năm 2015, thì đến đầu năm nay á thì nó đã khấu hao được 30 triệu chẳng hạn, thì giá trị còn lại là 30 triệu, thì mình nhấn nút cập nhật là xong. Sau đó mình khai tiếp cái tài sản tiếp theo. Lưu ý cái này đang là số dư đầu kỳ thôi ha. Rồi đó là xong về tài sản cố định. Thì mình thoát ra phần mềm. Rồi sau khi khai xong tài sản cố định thì mình sẽ khai tiếp đến số dư đầu kỳ của chi phí cho phân bổ. Thì để khai báo số dư đầu kỳ chi phí cho phân bổ thì mình sẽ vào mục 2 chi phí cho phân bổ trong cái tab tài sản cố định này luôn này. Thì nó sẽ có cái danh mục chi phí cho phân bổ. Thì ở đây mình cũng nhấn Ctrl+N mình khai vào. Thì nó tương tự gần như là giống tài sản cố định. Chỉ khác ở chỗ lưu ý là hai cái tài khoản này thôi, tài khoản nó không có tài khoản tài sản, nó chỉ có cái tài khoản là 242, 142. Nhưng mà bây giờ thông tư 200 là chỉ có 242 thôi, còn 142 cũng bỏ đúng không? Đó, thì mình chọn ở đây. Còn lại là giống nhau hết, cũng quy ra tháng hết ha. Xong cũng cập nhật. Nên rồi, như vậy là mình đã giới thiệu sơ cho các bạn thấy phần khai báo số dư đầu kỳ của trên phần mềm kế toán Smart Pro đối với loại hình là thương mại ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp theo sẽ đến là phần phát sinh trong kỳ. Tức là phát sinh trong kỳ là hóa đơn đầu vào hay hóa đơn đầu ra phát sinh á, thì mình sẽ chọn tháng để mình nhập phát sinh ha. Lưu ý là chọn tháng nhập ha, không nên chọn cả N cả năm nhập, bởi vì khi mình chọn cả năm nhập á thì ví dụ như hóa đơn đó mình của tháng 1 mình báo cáo thuế vào tháng 1 và mình lỡ nhập vào tháng 2 thì phần mềm nó cũng không có biết. Còn ví dụ như mình chọn, ví dụ như chọn tháng 1 nhập, ví dụ mình lỡ nhập vào ngày là tháng 2 thì phần mềm nó sẽ báo cho mình ngay, tránh cái trường hợp mà báo cáo thuế sai tháng á, cái đó nguy hiểm đó nha. Rồi mình ok vào mình nhập. Thì để nhập phát sinh thì mình vào mục 1 nhập phát sinh. Nhập phát sinh tất cả các loại hóa đơn đầu vào đầu ra ngân hàng thì mình đều nhập trong màn hình nhập phát sinh này hết. Mình chọn loại chứng từ cho đúng tương ứng để mình nhập. Ví dụ như đối với loại hình công ty là thương mại như mình đang giới thiệu thì phần hóa đơn đầu vào thì mình sử dụng 3 phiếu chính, đó là phiếu nhập kho, phiếu chi và phiếu kế toán. Phiếu nhập kho là khi mà mình mua hàng hóa về để mình bán, tức là mình nhập kho thì mình phải dùng phiếu nhập kho. Còn phiếu chi hoặc phiếu kế toán là dùng để khi mà mình mua chi phí về, ví dụ như mua văn phòng phẩm,
hoặc là mua tài sản cố định, ví dụ như mua xe hơi gì đó ha. Rồi bây giờ ví dụ như mình thao tác phần phí nhập kho ha, thì mình có thể dùng chuột ấn chọn phí nhập kho mình đây, hoặc là nếu mà các bạn quen rồi các bạn có thể gõ phí nhập kho thì nó sẽ hiện ra luôn, rồi enter thì nó sẽ hiện ra cái form cho các bạn nhập ha. Thì đầu tiên là mã khách hàng. Mã khách hàng ở đây các bạn có thể F4 sổ ra hoặc là F1 tìm. Các bạn có thể tạo mã mới bằng cách đánh trực tiếp cái mã các bạn muốn tạo vào. Ví dụ như bây giờ mình muốn tạo một cái mã là ví dụ như 123456 chẳng hạn. Enter thì nó sẽ báo cái mã này chưa có, bạn muốn thêm không? Thì mình enter vào phân nhóm ra. Rồi khi mình enter thì nó sẽ hiện ra tiếp là một cái màn hình như thế này. Thì để mình kiểm tra lại cái thông tin công ty của mình, tên công ty, mã số thuế, địa chỉ xem là đúng chưa ha. Cái dòng mặt hàng này sẽ là cái dòng mà sau này các bạn sẽ sử dụng cho việc báo cáo thuế của các bạn đó. Nên các bạn gõ vào giùm mình ha. Ví dụ như cái này là mình diễn giải cho cái tờ hóa đơn, đó là ví dụ như là hàng hóa các loại chẳng hạn. Rồi các bạn đến chỗ quay lại thì nó sẽ thoát ra màn hình như thế này. Series hóa đơn chính là ký hiệu trên tờ hóa đơn của mình ha, các bạn có thể nhập vào. Số hóa đơn cũng là tờ trên tờ hóa đơn các bạn đã có thì các bạn nhập vào. Ngày hóa đơn. Hóa đơn VAT thì đầu vào là V ha, đầu ra là R, TT là hóa đơn trực tiếp, K là hóa đơn nhập khẩu, X là không có hóa đơn. Ví dụ như các bạn chi lương hoặc là các bạn nhập ngân hàng thì là X là không có hóa đơn, không vào bảng kê đầu ra hoặc đầu ra. Còn V1, V2, V3, V4, V5 thì bây giờ họ không cần dùng nữa, bởi vì bây giờ hồi xưa thì bên hỗ trợ kê khai thì nó có 5 cái mức ở trên bảng kê đầu vào á để mình báo cáo thuế, còn bây giờ thì nó bỏ luôn bảng kê rồi, nên các bạn để V thôi, để nó ra bảng kê đầu vào thôi là được. Số chứng từ thì nó tự động nhảy ha. Ngày chứng từ nó sẽ tự động lấy bằng ngày hóa đơn. Thì lưu ý ví dụ như lúc nãy mình nói rồi, mình đang chọn tháng 1 đây, ví dụ như mình nhập 01 02 năm 15 chẳng hạn thì nó sẽ báo ngay, nên mình chú ý là các bạn chọn tháng để nhập, không nên chọn năm. Diễn giải là gì đó, ví dụ nhập kho hàng hóa nợ là 1561 ha. Đối tượng pháp nhân nợ là các bạn sử dụng khi, đây chính là cái mã kho các bạn nhập vào, cái mã kho các bạn nhập vào, nhưng mà ví dụ các bạn không theo dõi theo kho các bạn có thể bỏ qua, còn các bạn mà theo dõi theo nhiều kho các bạn chọn vào. Vật tư hàng hóa nợ là cái mặt hàng bạn nhập vào thì các bạn có thể sổ ra chọn, hoặc là các bạn có thể F1 các bạn tìm. Và các bạn cũng có thể tạo mã mới trên cái vật tư hàng hóa nợ này bằng cách là gõ trực tiếp cái mã các bạn muốn tạo vào. Ví dụ như là A, B, C, D chẳng hạn. Giả sử vậy thôi ha. B, rồi. Tài khoản có thì các bạn là để 11 hoặc 331. Thì lưu ý là khi các bạn hạch toán là có 111 như thế này á, thì phần mềm nó tự động nó làm phiếu chi luôn, các bạn không cần làm phiếu chi nữa. Nó giảm bớt công việc cho mình đi. Số lượng, đơn giá, chiết khấu, đều khó hả? Các bạn cứ thao tác, các bạn cứ enter thôi, nó sẽ tự nhảy. Và các bạn enter đến khi nào mà cái dòng này nó xuống dưới như thế này nè, thì cái phần con sáng xanh xanh nó sẽ tự động trả về vật tư hàng hóa nợ để các bạn chọn tiếp cái mặt hàng thứ hai á, bởi vì mỗi tờ hóa đơn mình có thể là nhập kho nhiều mặt hàng cùng một lúc. Đó thì tương tự hai mặt hàng này phải xuống đây được hai dòng này và nó lại tiếp tục trả về đây và để các bạn nhập tiếp. Thì nếu mà khi xong hết rồi thì các bạn kiểm tra bên cái góc bên tay phải này, tiền hàng, tiền thuế và tổng thanh toán xem đã khớp với tờ hóa đơn chưa.
Nếu khớp rồi thì các bạn ấn F12 lưu lại. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách nhập phiếu nhập kho ha. Thì bây giờ mình sẽ qua các loại chứng từ khác. Sau đó mình sẽ đến là phiếu chi. Nhập. Phiếu chi thì thao tác nhập cũng giống như phiếu nhập kho thôi. Mình cũng chọn mã khách hàng, mình enter, mình nhập. Còn chưa có thì mình lại tạo mới ha, cũng series hóa đơn, số hóa đơn. Nội dung là chi mua phân phẩm, thao tác là enter, các bạn lưu ý này mình nhắc đi nhắc lại. Tài khoản nợ của các bạn ví dụ như là 6427. Tiền là bao nhiêu đó? Lãi suất. Đó thì phiếu chi thì mình nhập đơn giản như vậy thôi. Nó nhảy xuống dưới đây. Mình không cần phải chọn mã với hàng hóa gì hết bởi vì mình đưa thẳng chi phí luôn. Thì khi mà xong rồi mình cũng F12 Enter để mình lưu. Rồi, tương tự đối với phiếu kế toán. Phiếu kế toán thì thao tác nhập giống như là phiếu chi. Không khác gì phiếu chi hết. Chỉ khác ở một chỗ là cái tài khoản có này mình không được để là 11 ha. Mình khác 11, ví dụ như là 331. Đó, thao tác nhập thì vẫn giống nhau cả. Rồi mình F12 luôn. Rồi, thì bây giờ mình đó là phần hóa đơn đầu vào ha. Thì bây giờ đến phần khi mà mình xuất hóa đơn đầu ra. Thì hóa đơn đầu ra của mình nó sẽ gồm có hai loại là hóa đơn bán ra không có mã hàng hóa và hóa đơn bán ra có mã hàng hóa. Hóa đơn cái HD này nè là mình dùng cho hóa đơn không mã hàng hóa, là mình dùng cho khi mà mình cung cấp dịch vụ á, hoặc là mình bên xây dựng hoặc là bên vận tải, nói chung là về doanh thu dịch vụ. Còn hóa đơn bán ra có mã hàng hóa là bên thương mại của mình á. Thì hai cái này khác nhau là khi mà có mã hàng hóa thì phần mềm nó sẽ tự động làm phí xuất kho, ví dụ là nợ 632 có 156. Còn hóa đơn không mã hàng hóa thì nó chỉ ghi nhận doanh thu và tiền thuế thôi. Rồi, bắt đầu mình nhập thử cái hóa đơn không có mã hàng hóa các bạn xem ha. Các bạn cũng chọn rồi các bạn enter. Các bạn nhập cũng thao tác nhập cũng giống như là phiếu chi hoặc phiếu kế toán, các bạn cũng chọn mã khách hàng. Chưa có thì các bạn tạo mới ha. Series hóa đơn. Số hóa đơn. Nội dung là ví dụ như là doanh thu cung cấp dịch vụ gì đó. Nợ ví dụ như các bạn để 11. Thì lưu ý đó, thì ở đây các bạn là nợ 11 hoặc là nợ 131, nếu các bạn định khoản nợ 111 thì phần mềm sẽ tự động làm phí thu luôn, các bạn không cần làm phí thu nữa ha. Nó tiết kiệm thời gian cho các bạn. Có dụng 513. Rồi, như vậy là xong. Thì các bạn F12 các bạn enter là luôn ha. Rồi chúng ta sẽ đến một loại hóa đơn nữa là hóa đơn bán ra có mã hàng hóa. Thì cái này thao tác nhập cũng giống như là bên các phiếu khác thôi. Nội dung ví dụ như là doanh thu bán hàng. Thì đối tượng pháp nhân có này, đối với khi mà hóa đơn bán ra có mã hàng hóa thì đối tượng pháp nhân có chính là cái mã kho mà mình xuất ra nếu mà mình có theo dõi nhiều kho ha. Các bạn lưu ý ha, nếu các bạn theo dõi nhiều kho thì cái đối tượng pháp nhân có của hóa đơn bán ra là mã kho xuất. Còn vật tư hàng hóa có thì các bạn cũng chọn cái mặt hàng để các bạn bán như bình thường thôi. Thì cũng giống như là bên phí nhập kho, khi mà các bạn nhập xong một dòng thì nó tự động trả về vật tư hàng hóa có để các bạn chọn thiết cái mặt hàng tiếp theo các bạn nhập. Bởi vì mỗi lần mình bán hàng mình có thể bán nhiều mặt hàng một lúc. Rồi. Thì sau khi mà nhập xong thì mình cũng kiểm tra phía bên tay phải này coi tổng tiền tiền thuế tổng thanh toán đúng chưa? Đúng rồi thì các bạn ấn F12 Enter là luôn. Rồi. Rồi còn một loại chứng từ nữa các bạn mà hay sử dụng đó là chứng từ ngân hàng ha. Chứng từ ngân hàng là dùng để mình định khoản các nghiệp vụ về ngân hàng, thường là về mình trả tiền hoặc là người ta trả thanh toán cho mình thì các bạn làm trong chứng từ ngân hàng hết ha. Rồi mã khách hàng là cái người nào mà mình trả hoặc là người ta trả cho mình thì mình chọn vào ngày ngày hóa đơn thì mình có thể không cần bởi vì chứng từ ngân hàng thì thường là không có hóa đơn.
Hóa đơn VAT thì lưu ý là mình để chữ ít hơn, lúc đầu mình đã nói rồi, để chữ ít tức là không không vào báo cáo thuế. V là vào đầu vào, R là vào đầu ra. Nhắc đi nhắc lại. Ngày chứng từ là ngày nhiêu thì mình chọn vào ngày hạch toán. Nội dung ví dụ như chi trả ông nợ, ví dụ như là nợ 331 có dụng mục 121, số tiền là bao nhiêu đó. Đó, như vậy là xong. Mình còn F12 là mình lương nhập cũng rất là đơn giản thôi, không có gì hết. Đó. Thì sau khi mà thì như vậy là chúng ta đã xong cái phần mà nhập phát sinh chứng từ. Đó. Thì tất cả những chứng từ mà chúng ta nhập phát sinh đó từ đầu đến giờ thì nó đều lưu trong một cái sổ, đó là sổ chứng từ gốc. Mình có thể ấn ở đây hoặc là ấn đây tùy mình. Đó, giống nhau hết. Đó, thì trong đây thì mình có thể xem được là những cái chứng từ mình đã nhập rồi. Đó. Thì ở đây thì mình có thể lọc được á, ví dụ như mình coi phiếu chi thì mình có thể lọc ở trên cái dòng trên này là dòng lọc mà. Ví dụ mình lọc phiếu chi. Đó. Rồi, mình có thể dùng F7 mình lọc, ví dụ như mình lọc ở cột tài khoản nợ F7 chứa 6427 chẳng hạn, Enter. Đó. Mình muốn thắng lọc thì F7 escape ra. Ở đây nó có hướng dẫn tắt tắt cho mình sử dụng. Thì trong đây ví dụ như mình muốn sửa thì mình có thể ấn F10 mình sửa trực tiếp luôn. Lưu ý mình sửa trực tiếp khi mà sửa tài khoản nợ, tài khoản có, diện giải, ngày chứng từ, số hóa đơn, số chứng từ. Còn khi mà liên quan đến số lượng, đơn giá, thành tiền thì chúng ta ấn F12 lên chúng ta sửa ha. Ví dụ như đây mình sửa là 275.000. Đó. Mình ấn lưu lại. Đó, vậy là xong. Rồi. Thì nãy giờ chúng ta đã nhập phát sinh ha. Thì bây giờ đến công việc cuối tháng của đối với công ty mà thương mại và dịch vụ á, thì đầu tiên khi mà chúng ta đã nhập tất cả chứng từ vào rồi thì đầu tiên chúng ta sẽ phải khấu hao ha. Để khấu hao thì chúng ta sẽ vào mục B tài sản cố định rồi, và chúng ta sẽ xử lý khấu hao. Ví dụ chúng ta chọn từ tháng 1 đến tháng 1 và xử lý là Z. Sau khi xử lý khấu hao xong thì chúng ta sẽ hạch toán khấu hao. Ví dụ hạch toán tháng 1. Sau khi làm xong thì chúng ta sẽ vào sổ chứng từ gốc, chúng ta kiểm tra lại xem thử phần mềm đã làm cho mình chưa. À đây, phần mềm đã khấu hao tài sản cho mình đây rồi. Đó. Tất cả cái gì mình làm đều lưu trong cái sổ chứng từ gốc hết, nên thường các bạn thường xuyên vào đây theo dõi xem thử phần mềm đã làm hay chưa. Nếu mà chưa thì có thể là các bạn làm sai một thao tác gì đó, ví dụ như ở khai tài sản chẳng hạn. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến chi phí cho phân bổ, nó cũng giống như tài sản cố định, chúng ta cũng xử lý. Sau đó chúng ta hạch toán và chúng ta kiểm tra. Đây, nó đã tự động hạch toán cho chúng ta như thế này. Đó. Và xong chúng ta cũng tắt đi. Rồi, sau khi mà khấu hao và phân bổ xong thì chúng ta sẽ đến bước tiếp theo, đó là chúng ta xử lý đơn giá xuất kho. Bởi vì hiện tại là mình đang khai là theo phương pháp bình quân giao quyền á. Nên khi mà mình làm hóa đơn bán ra, ví dụ mình làm hóa đơn bán ra thì phần mềm nó sẽ làm phí xuất kho ha. Nhưng mà là nó chỉ xuất kho về mặt số lượng thôi, bởi vì nó không có đơn giá. Thì cuối tháng mình sẽ làm một thao tác, đó là xử lý đơn giá xuất kho để nó bình quân giá cho mình, bởi vì mình đang theo phương pháp bình quân giao quyền mà. Thì để bình quân giá thì mình sẽ vào mục E xử lý cuối tháng và mục xử lý đơn giá xuất kho và mục 1 bình quân theo tháng. Ở đây mình sẽ chọn tài khoản là tài khoản nào đó thì mình chọn bằng cách ấn vô nút cắt, nút space á ha. Ví dụ như 1561. Ok, xử lý. Vậy là xong. Chúng ta cũng kiểm tra lại. Đây, thì nó đã gán đơn giá vào rồi. Ha. Nhập phí xuất kho đã gán đơn giá vào hết rồi. Rồi, như vậy là mình đã xử lý đơn giá xuất kho này, khấu hao tài sản cố định, chi phí cho phân bổ thì và nhập tất cả chứng từ vào, thì như vậy là xong hết rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ kết chuyển cuối tháng và xác định kết quả kinh doanh.
Thì để kết chuyện cuối tháng thì chúng ta sẽ vào mục E xử lý cuối tháng và nhập 4 kết chuyện. Rồi, chúng ta chọn tháng là chúng ta ok ha. Thì nếu mà chúng ta nộp thuế giá trị gia tăng theo tháng thì chúng ta ấn vào đây có cái chuyện thuế giá trị gia tăng theo tháng. Ha. Chúng ta có hai cái chuyện này thì chúng ta ấn vào không có thì thôi. Thường thì cái này thì nó dùng cho bên sản xuất là nhiều hơn. Rồi, còn cuối mỗi quý nếu mà mình muốn kết chuyện thuế giá trị gia nếu mà bên mình mà nộp báo cáo thuế theo quý á, thì cuối mỗi quý mình làm thêm một quý là kết chuyện thuế giá trị gia tăng theo quý nữa cho mình ha. Ví dụ như ở đây mình kết chuyện thuế giá trị theo tháng. Ok. Rồi, cũng mở sổ chứng từ gốc ra kiểm tra lại. Đây, phần mềm nó đã tự động kết chuyển thuế, doanh thu, chi phí, giá vốn, xác định kết quả kinh doanh như vậy là đầy đủ. Thì khi mà chúng ta làm xong hết rồi thì chúng ta sẽ qua các bước kiểm tra. Thì chúng ta có thể kiểm tra bằng cách là vào các báo cáo mình in để mình xem. Ví dụ như mình vào một báo cáo tài chính và bảng cân đối phát sinh mình coi. Ha. Thì đây mình ấn in. Đó, thì phần mềm nó sẽ tự động xuất ra Excel cho mình xem ha. Đó, thì là cái chuyện hết rồi nè. Phần mềm nó sẽ tự động cái chuyện ra ra Excel hết. Mình có thể thao tác sửa trên đây không thì mình tắt đi. Đây chỉ là file Excel tạm thôi, nó không có lưu trong máy mà. Và khi mà mình sai những cái cơ bản thì phần mềm sẽ báo lỗi cho mình. Ví dụ như ở đây mình đang sai về tổng hợp và chi tiết. Tức là số dư trên danh mục tài khoản là không mà trên chi tiết công nợ lại là 6 triệu đối với tài khoản 131 và tương tự với 156 cũng vậy. Ha. Thì nếu mà khi mà phần mềm báo lỗi như thế này thì mình phải kiểm tra lại. Có nghĩa là mình đang làm sai gì đó, sai về cái logic của kế toán rồi. Rồi, thì khi mà các báo cáo khác mình tương tự, ví dụ kết quả kinh doanh mình còn ấn in tương tự ha. Thì các báo cáo này á, nếu mà cuối năm á nó tự động ra số liệu hết cho mình. Nếu mà cuối năm ví dụ như khi các báo cáo này mình muốn cập nhật thẳng vào hỗ trợ kê khai thì mình sẽ ấn vào một cập nhật và hỗ trợ kê khai và mình ấn in thì phần mềm nó tự động nó kết xuất và hỗ trợ kê khai à, theo cái thông tin doanh nghiệp mà hồi đầu video mình đã hướng dẫn à. Rồi bây giờ sau khi coi kiểm tra báo cáo tài chính thì mình có thể kiểm tra qua báo cáo thuế. Báo cáo thuế thì nó sẽ có hai mục mua vào bán ra, mình có thể kiểm tra bên nào đó ha. Ví dụ bạn làm kê mua vào đây, đây là các bạn kê mua vào của mình bán ra ha. Mình rồi sau đó mình có thể vào một sổ kế toán để mình xem, ví dụ như là sổ nhật ký chung. Đây tất cả là file Excel hết nên rất là tiện cho việc mình in ấn ha. Rồi sổ chi tiết tài khoản mình chọn tài khoản mình chọn, thì đây là mình chọn chi tiết thôi. Còn ví dụ như cuối năm á, cuối năm hoặc là cuối tháng khi mà mình muốn in sổ sách, mình muốn in sổ chi tiết này thì nó có nhiều tài khoản á, mình ấn in từng tài khoản như thế này thì nó lâu, thì mình có thể là ấn in nhiều tài khoản không hỏi. Còn mình cắm in vào thì mình ấn in thì nó phần mềm nó sẽ tự động là in ra máy in hết, hoặc là mình ấn export hàng loạt ra Excel thì nó sẽ kết xuất toàn bộ cái các cái tài khoản chi tiết ra Excel hết cho mình ha. Thì cái này là tùy 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 mình chọn. Rồi ví dụ như sổ công nợ cũng vậy, thì mình vào một sổ công nợ thì mình xem thì nó sẽ có là sổ chi tiết này. Chi tiết tức là mình muốn coi chi tiết của một cái người cố định, còn tổng hợp tức là mình coi toàn bộ ha. Ví dụ như mình coi tổng hợp, mình coi toàn bộ cái khoản phải thu của mình là bao nhiêu. Đây phải thu của mình đang là như thế này, đây hai người rồi. Phải trả à, phải trả của mình là như thế này ha. Rồi ví dụ như mình muốn coi chi tiết á thì mình sẽ qua in chi tiết mình coi, ví dụ như là 331 đây mình chọn chọn mảng khách hàng ha. Thì bên chọn mẫu in này mình có thể chọn được nhiều mẫu in khác nhau, mình có thể chọn mẫu nào thì tùy mình. Ví dụ như giả sử như ở đây mình muốn coi chi tiết theo hàng hóa chẳng hạn. Đó thì đây mình coi chi tiết theo hàng hóa. Vậy. Thì nó sẽ có
mã hàng số lượng đơn giá, nhưng mà bởi vì cái người này là mình mua chi phí á, mình chi phí nên nó sẽ không có cái mặt hàng. Nếu mà mình nhập kho thì nó sẽ có ra số lượng đơn giá cho mình ha. Rồi sau khi rồi mình tắt đi ha. Rồi các báo cáo khác, ví dụ sổ hàng tồn kho cũng tương tự như vậy. Thì sổ hàng tồn kho thì nó sẽ có 3 phần, đó là theo kho, tất cả kho tức là mình in tất cả, còn theo từng kho tức là mình in mình coi chi tiết từng kho, còn theo lô là theo phương pháp khác mình cũng giao quyền. Ví dụ như mình coi ở đây tổng hợp. Một năm sáu một ha, xin lỗi nha. Đó. Đó, thì ví dụ như cái nào âm thì nó sẽ báo đỏ lên cho mình để mình kiểm tra lại, mình nhập xuất sai gì đó à, thì mình kiểm tra lại. Rồi chi tiết thì cũng giống như là bên công nợ, là mình coi chi tiết một mặt hàng nó phát sinh những cái gì, vào đây mình coi lại, mình chọn tài khoản ở đây, mã hàng ở đây để mình in ra ha. Rồi mình muốn có in về tài sản cố định thì mình sẽ vào một tài sản cố định mình coi, mình có bảng in bảng khấu hao tài sản cố định này. Rồi thêm một phần nữa về về việc in sổ sách và chứng từ, thì cuối mỗi tháng hoặc cuối mỗi quý á, mình muốn in phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất hay các phiếu khác mà mình muốn in hàng loạt thì mình sẽ vào, hoặc là các hoặc là sẽ có cái trường hợp là ví dụ như một phiếu thu, phiếu chi nhưng mà mình nhập ở các cái ngày khác nhau, phiếu ngày sau chúng ta lại nhập trước, thì nó sẽ xảy ra trường hợp là số chứng từ nó nhảy lung tung, thì lúc này chúng ta sẽ đánh số chứng từ lại ha. Thì để đánh số chứng từ thì chúng ta sẽ vào mục xử lý cuối tháng và mục in chứng từ, tab thứ hai in chứng từ này nhớ, và mục số 2 đánh số chứng từ tự động ha. Thì chúng ta sẽ chọn tháng nào đó chúng ta đánh được, từ tháng 1 đến tháng 1 và chứng từ dự phiếu chi. Thì ở đây nó có nhiều cách đánh ha. Ví dụ như đánh theo số hóa đơn thì tức là mỗi hóa đơn nó sẽ là một, nó sẽ trở thành một số chứng từ. Đánh theo số chứng từ thì mỗi số chứng từ đã có thì nó sẽ trở thành một số chứng từ, nó sắp lại theo thứ tự thôi. Theo ngày thì cứ trong một ngày thì nó gộp lại thành một số chứng từ. Chúng ta thường là đánh theo số hóa đơn bởi vì số hóa đơn thường nó không có trùng nhau. Rồi, chúng ta ok. Rồi, đó là đánh số chứng từ. Còn chúng ta cuối tháng chúng ta hoặc là cuối năm cuối quý gì đó chúng ta muốn in chứng từ hàng loạt thì chúng ta sẽ vào đây chúng ta in ha, chúng ta in hàng loạt luôn. Ví dụ như tháng 1 thì chúng ta có thể view ra trước, chúng ta xem ví dụ in phiếu chi thì nó sẽ để có 20 này. Yes. Đó thì nó sẽ view ra. Nó sẽ view ra toàn bộ các phiếu chi của các bạn ha. Đây. Đây. 27 phiếu chi đây. Rồi, nếu các bạn ấn in luôn thì nó ra thẳng cái máy in các bạn đang kết nối luôn ha. Tương tự phiếu thu, phiếu nhập, phiếu xuất cũng vậy ha. Giống y in như vậy luôn. Thì mình có thể cuối năm mình có thể in chứng từ rất là nhanh chóng luôn. Rồi, thì nãy giờ mình đã giới thiệu cho các bạn sơ một số chức năng đối với loại hình công ty là thương mại dịch vụ mà thao tác trên phần mềm kế toán Smart Pro. Ừ, thì đó chỉ là những chức năng chính thôi, còn nhiều chức năng khác thì các bạn sẽ được hướng dẫn kỹ hơn á, lúc mà nhân viên đến cài phần mềm cho các bạn hoặc là tư vấn các bạn qua phòng kỹ thuật ha. Thì cảm ơn các bạn đã lắng nghe ha. Thì nếu các bạn mà có nhu cầu về cài phần mềm hoặc là hỏi đáp gì đó thì các bạn có thể liên hệ theo thông tin mình đang để trên màn hình. Rồi, chào. Cảm ơn các bạn.